Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị của tỏi. Và Trang có 5 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần hóa học có trong tỏi. Thứ hai, tác dụng của tỏi là gì? Thứ ba, cháo tỏi tốt cho sức khỏe. Thứ tư, những lưu ý khi sử dụng tỏi. Thứ năm, giải đáp những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về loại dược liệu cũng như gia vị này thì đây là những kiến thức cần thiết cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nào. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thành phần hóa học có trong tỏi gồm những gì. Tỏi hay còn có tên gọi khác là đại toán và tên khoa học của nó chính là Allium sativum aliace, họ hành. Bộ phận dùng đó chính là thân hành hay còn gọi là củ đó. Và tỏi nó được ghi trong Dược điển Việt Nam năm 2002. Vậy thành phần hóa học trong tỏi gồm những gì? Chúng ta đặc biệt lưu ý đến tinh dầu tỏi, đó chính là allein, nhưng khi nó bị enzyme oxy hóa đi thì nó sẽ biến thành allicin. Allicin là chất có hoạt tính các bạn nhé. Và allicin nó có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm cực kỳ tốt và mạnh hơn cả penicillin. Tiếp đến đó chính là tỏi chứa rất nhiều các vitamin. Chúng ta có thể kể đến vitamin A, vitamin E, B1, B2, vitamin C. Ngoài ra nó còn có chất khoáng như là canxi, sắt vân vân và các protein và các glycosid có trong tỏi cực kỳ có lợi cho sức khỏe của các bạn khi dùng. Nhưng đáng lưu ý nhất vẫn là tinh dầu allicin. Phần thứ hai, tỏi có tác dụng như thế nào? Tỏi là một gia vị khá quen thuộc, chúng ta sử dụng mỗi ngày luôn, ở gian bếp nhà nào cũng có. Nhưng các bạn biết cụ thể tỏi nó có tác dụng như thế nào hay chưa? Nếu chưa thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá với Trang nhé. Tỏi nó có chứa tinh dầu allicin, là một trong những hoạt chất mạnh như là kháng sinh vậy đó. Nó có tác dụng mạnh hơn cả penicillin nữa các bạn nhé. Cho nên tác dụng đầu tiên mà chúng ta không thể nào bỏ qua đó chính là kháng khuẩn, kháng nấm cực kỳ tốt. Tiếp đến đó chính là nó có tác dụng hạ huyết áp, ổn định huyết áp cho tất cả các bạn nè. Ngoài ra nó còn giúp cho bạn ổn định đường huyết trong cơ thể, hạ lipid máu cũng như là làm giảm đi cái nồng độ cholesterol có hại trong cơ thể. Và nó giúp cho bạn tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách là chống lại các gốc tự do tấn công vào cơ thể. Như vậy là chúng ta vừa điểm danh sơ lược về những tác dụng của tỏi mang đến. Cụ thể tỏi được sử dụng trong những trường hợp nào? Thì nó nằm trong cái nhóm dược liệu điều trị lỵ, cho nên nó sẽ điều trị lỵ amid, lỵ trực khuẩn. Được sử dụng để điều trị trong trường hợp cảm cúm hoặc là cảm sốt thì nó chữa rất là tốt. Ngoài ra thì nó còn giúp cho bạn là tăng cường quá trình nhanh lành vết thương, hạn chế sự bung mủ của vết thương nè. Đồng thời nó sẽ giúp cho bạn ổn định huyết áp, hạ đường huyết. Ngoài ra thì nó còn tốt cho những người đang bị cholesterol cao hoặc là lipid máu trong cơ thể cao đó, thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả. Những ai thường xuyên ăn không tiêu, chứng bụng đầy hơi, sử dụng tỏi sẽ giúp cho bạn cải thiện triệu chứng này. Đó là những cái tác dụng điển hình mà tỏi mang đến cho các bạn khi sử dụng. Phần thứ ba, cháo tỏi dinh dưỡng cho bạn. Chúng ta thường nghe nói đến nhiều loại cháo, nào là cháo hành, cháo tía tô hay là những loại cháo kết hợp cùng các loại rau củ quả khác. Nhưng có bao giờ bạn nghe đến cháo tỏi hay chưa? Nếu chưa thì hôm nay chúng ta cùng khám phá tô cháo tỏi nóng hổi vừa thổi vừa ăn các bạn nhé. Thì cháo tỏi nó sẽ giúp cho bạn kích hoạt cái thành phần allicin có trong đó, sẽ tăng khả năng kháng khuẩn, kháng lại các vi sinh vật gây hại cho cơ thể, giúp cho bạn giải cảm cực kỳ tốt. Ngoài ra nó còn chứa các dưỡng chất, vitamin hoặc khoáng chất, protein và glycosid đó.
thì nó sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể của các bạn nè, giúp cho bạn giải cảm, hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Kết hợp cùng với thịt bò nấu cháo đó thì nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng cho bạn nữa. Món ăn đơn giản, dễ làm cũng như dễ tiêu hóa mà có chất dinh dưỡng, bổ sung thêm kháng sinh tự nhiên từ tỏi là allicin nữa, cho nên sẽ phục hồi sức khỏe, giải cảm, tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho hệ miễn dịch, cực kỳ tốt. Bạn chỉ cần bắt cháo lên nấu khi nào gạo nhừ, xong chúng ta múc ra tô cho thịt bò đã bằm ướp sẵn cùng với tỏi băm ra đó. Và chúng ta chỉ cần khuấy đều lên và bạn có thể cho thêm một ít tiêu hành ngò vào và chúng ta thưởng thức. Vừa thổi múc từng cái muỗng cháo nhỏ thịt bò cùng với tỏi và các gia vị thì bạn sẽ cảm thấy cái hương vị nó sẽ kích thích hơn, cũng như giúp cho bạn ăn ngon miệng hơn và cung cấp dinh dưỡng trong những ngày bạn đang ốm, cần hồi phục sức khỏe tốt nhất. Phần thứ tư, những lưu ý khi sử dụng tỏi. Tỏi là gia vị khá quen thuộc rồi, dường như mọi người nói rằng lành tính, nhưng sử dụng tỏi trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh hay đơn giản là sử dụng mỗi ngày thì cần có những lưu ý nào hay không? Có bạn nhé. Đầu tiên, tỏi nó rất nóng cho nên không dùng cho những người hỏa nhiệt nè, không dùng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, nếu như sử dụng thì có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa, bởi vì sữa của bạn sẽ có mùi tinh dầu allicin nó cực kỳ đặc biệt. Nếu như sữa bạn có mùi thì trẻ nó sẽ phát hiện ra và nó không bú thì là do lỗi của bạn thôi. Tiếp đến là không sử dụng tỏi cùng với các loại thuốc đang điều trị như là điều trị lao, isoniazid hoặc là đang sử dụng các thuốc kháng virus, điều trị HIVS nè, thì các bạn cũng không phối hợp cùng, bởi vì nó sẽ làm giảm và mất đi hoạt tính của các loại thuốc này. Cũng như không sử dụng cùng với thuốc ngừa thai, bởi vì nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng của cái estrogen trong các loại thuốc đó, thì không sử dụng cùng các bạn nhé. Những người gặp vấn đề về hệ tạo máu, đặc biệt là thiếu máu tan huyết đó, thì các bạn cũng không sử dụng tỏi, bởi vì nó làm tăng nguy cơ chảy máu, cho nên chúng ta không dùng trong trường hợp này. Như vậy là các bạn đã biết được, sử dụng tỏi thì cũng cần phải có những lưu ý nhất định. Đối với việc sử dụng tỏi mỗi ngày để tốt cho sức khỏe, chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cho cơ thể của mình thì mỗi ngày bạn chỉ cần ăn 2 tép tỏi là đủ rồi. Không nên ăn quá nhiều các bạn nhé, bởi vì ăn càng nhiều thì nó sẽ không có tác dụng. Đơn giản là một bữa ăn chúng ta ăn 1 tép tỏi và trong một ngày chúng ta ăn 2 tép là được. Ở đây là 2 tép tỏi là 2 nhánh nhỏ đó, chứ không phải là 2 củ tỏi, các bạn cần lưu ý nhé. Và phần thứ 5, giải đáp những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi Trang là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có ăn được tỏi tươi hay không? Thì câu trả lời là không nên ăn tỏi tươi các bạn nhé. Và nếu như chúng ta sử dụng tỏi để chế biến thức ăn thì ăn bình thường. Còn nếu như tép tỏi tươi bạn lột ra rồi bạn ăn trực tiếp đó thì không nên ăn. Tiếp đến là bạn hỏi Trang tỏi có tốt cho nam giới hay không? Câu trả lời là rất tốt cho nam giới các bạn nhé. Tỏi được xem là người bạn đồng hành cực kỳ có lợi cho nam giới. Thứ nhất, nó sẽ tăng cường sự ham muốn tình dục. Bởi vì sao? Nó sẽ làm giảm đi cái nồng độ cholesterol và nó tăng cường lưu thông máu đến cậu nhỏ, giúp cho cậu nhỏ nó trở nên cương cứng tốt hơn. Đồng thời nó sẽ cực kỳ có lợi cho tinh binh nè, và tốt cho hệ cơ, cho nên là chất lượng cuộc yêu cũng được cải thiện rất nhiều. Nhưng không phải hôm nay ăn tỏi ngày mai có tác dụng, mà chúng ta phải ăn liên tục ít nhất là 1 đến 2 tháng thì mới thấy được hiệu quả tích cực nhất. Cho nên các bạn cần lưu ý về vấn đề này. Tiếp đến là bạn hỏi Trang ăn tỏi có nóng trong người hay không? Tỏi là một trong những gia vị có tính nóng bạn nhé. Nếu như bạn ăn quá nhiều thì sẽ nóng trong người, hoặc những người nào hỏa nhiệt trong người khi ăn nhiều thì sẽ nóng, cho nên các bạn cần lưu ý vấn đề này. Tỏi ăn mỗi ngày được không? Câu trả lời là được. Mỗi ngày bạn ăn 2 nhánh tỏi cực kỳ tốt. Ở đây là 2 nhánh 2 tép nhỏ trong củ tỏi đó các bạn nhé. Chúng ta lột ra để ngoài không khí khoảng 15 phút và chúng ta mới bắt đầu ăn thì nó sẽ tốt hơn.
Bạn hỏi Trang là ăn tỏi nướng có tốt không? Câu trả lời là rất tốt, mang đến rất nhiều những giá trị cho các bạn. Tỏi nướng chúng ta có thể thực hiện như sau: bạn lấy củ tỏi, bạn chẹt đi cái phần trên đầu nè. Bạn có thể cắt khoảng 1 cm nhé. Sau đó bạn sẽ cho dầu ô liu lên cái củ tỏi và chúng ta sẽ quấn giấy bạc lại, cho vào lò nướng, nướng trong vòng 30 phút. Và chúng ta lấy ra thì bạn sẽ có những tép tỏi nướng thơm ngon, vàng óng ánh và cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhưng chúng ta cũng chỉ ăn tối đa là 2 đến 4 cái nhánh tỏi đó thôi các bạn nhé, chứ không nên ăn quá nhiều đâu. Các bạn hỏi Trang là ăn tỏi nảy mầm có tốt hay không? Câu trả lời là rất tốt. Bởi vì sao? Tỏi nảy mầm không phải là tỏi hư, mà tỏi này nó đang già. Và cái quá trình nảy mầm đó thì nó sẽ mang đến khả năng chống oxy hóa cực kỳ tốt. Đừng có ăn tỏi bị hư hoặc là bị úng, bị héo, bị có thâm đen thì chúng ta không ăn thôi. Tỏi nảy mầm bạn hoàn toàn sử dụng được, nhưng nó sẽ tăng cái mùi hăng lên các bạn nhé, có nghĩa là nó cái tinh dầu nó nhiều hơn và nó hôi hơn đó. Các bạn hỏi Trang là làm cách nào để khử mùi hôi tỏi khi ăn tỏi đó, thì các bạn có thể sử dụng hai cách. Một là ngậm nước trà đặc nè, hai là bạn có thể ngậm dầu dừa, nó sẽ xóa bỏ đi cái mùi tỏi mà chúng ta vừa ăn. Và nhớ là ăn tỏi thì ra mồ hôi, người ta nói là ăn tỏi nhiều bị hôi nách đó, cho nên các bạn cần lưu ý mỗi ngày 2 nhánh tỏi thôi, vừa tốt cho sức khỏe cũng như vừa tốt cho hệ thống miễn dịch, cũng như bổ sung thêm cái chất kháng sinh tự nhiên cho cơ thể. Và các bạn lưu ý là không nên ăn tỏi khi dạ dày còn trống các bạn nhé, có nghĩa là khi bụng đói đó, bởi vì nó sẽ tổn thương đến dạ dày hoặc gây cồn cào khó chịu. Đó là những gì mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn để biết về những cái giá trị dinh dưỡng mà tỏi mang đến cho sức khỏe của mình. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.